cứ từ từ nước nhiều thì thấm đó. Cuốn kinh Thiên Tâm nó màu nhiệm hơn, và nó ngày thường chúng ta tu tập tất cả các con làm gì làm, có lạc lối, có về nhà, có bao nhiêu chuyện buồn bực gia đình stress kiểu nào cũng phải gán đọc để cho mình chỉnh lại. Giống như mỗi ngày mấy con make up làm sao, tốn nhiêu thời gian chải tóc làm sao, thì cuốn kinh nó rửa rội cái linh hồn của mình, nó làm cho con mình đàng hoàng như thế đó. Mà cuốn kinh nó quan trọng hơn là make up, rửa mặt hay là đi tắm nha. Là tại vì chúng ta sẽ không có sân si với chồng con. Mỗi ngày đọc kinh mấy con vừa biết là mấy chư thiên mấy chư Phật nãy giờ đang đứng xung quanh mình, có thể nào mình vừa đứng vậy mình la hét hay nạt nộ con mình đâu. Trừ khi nào con không đọc kinh chừng 3 ngày, lúc đó con mới mấy chư thiên không có gần thì điển của con á, cái hào quang lúc đầu nó mờ lại. Thì lúc đó khi hào quang mình mờ là tự động mình dễ bực bội lắm. Hào quang mình sáng là mình năng động lắm, mình thấy hoa gì cũng đẹp hết. Còn bữa nào mà hào quang mình mờ đi mà bị trượt á, là mình nhìn thấy cái hoa là mình thấy bóc ghét. Tự nhiên mùa này nó nở hoa. Nó có nè. Tâm của chúng ta nó muôn màu sắc, nó đổi. Đèn vũ trường nó đổi làm sao là cái tâm chúng ta nó đổi như vậy. Cuốn kinh là một để mà một cái đường đi cho mỗi ngày, hàng ngày. Cho nên sư phụ những đứa ở gần Thiên Long Sơn hội đường thường nhắc nhở, đứa nào muốn gần sư phụ, gần bảy dòng hồ quang của sư phụ và đồng thời có cái hỷ lạc thì phải tẩy rửa mình trước, tức là phải đọc kinh á. Còn đứa nào không đọc kinh thì cũng phải ngồi thiền, đứa nào không ngồi thiền mà bận á cũng phải làm. Mình khuyên người tu, tức là mình tu, mình bận, mình lên Facebook, mình làm một cái trang, mình share ra, mình là cái tâm của mình là hướng thiện, mình mới share đúng không? Cũng là tu, thì cũng là một cái tu, thì cũng các chư vị, cái tâm của mình mà hỷ lạc về thiên tâm, mình tạo cho nhiều người vô thiên tâm, để biết cha biết mẹ, tức là mình cũng là có đại công đức, thì dĩ nhiên hào quang của mình nó cũng sẽ sáng. Cho nên, đứa nào gần đây sẽ biết, hỏi mấy đứa ở đây đi. Trước khi gặp sư phụ lúc nào tới nấy sư phụ lụm ra cũng giống như mèo ướt không? Có không? À, mùa len mùa lú, không có trượt này cũng baby nọ leo cổ, rồi tối nó leo lên bụng, mẹ ơi con thương mẹ quá, cậu nó chết nào nhiều lúc cũng quên đó, mà nó cứ đeo đầy á. Vậy sư phụ là sư phụ tiễn đi hết. Rồi có những gia đình ông ngoại bà ngoại chết không có chịu bỏ đi, cứ ở vòng vòng với con mình, làm cho mấy đứa nhỏ nó không có ngủ được thì nó không có làm bài được, thì cái học của nó bị giảm lại. Sư phụ phải tới nhà năn nỉ, bác ơi bác chết rồi, người âm kẻ dương, bác còn liếm tiếc con cháu làm cái gì, sư phụ đi nhiều nhà sư phụ làm được. Sư phụ đến bác cười hết vui lắm. Cho nên những người xung quanh sư phụ là được clear mấy cái đó, chỉ tội những người ở tiểu bang khác, những người ở xa không có cái phước đó, họ cũng sẽ bị cái đó. Nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ? Chỉ có một cách duy nhất, đó là tự mấy con phải đọc kinh. Ở phương xa không có đủ phước về Thiên Long Sơn thì phải tự cầm cuốn kinh lên đọc, và đồng thời treo dấu thiên tâm ở trong nhà, để cho ông bà của mình cũng tu theo, rồi tự động ông bà mình đi. Thay vì ông bà của mình cứ đợi sư phụ tới đuổi đi không à, đợi sư phụ tới là phải sợ phải đi. Thì những người có phước thì được như vậy, còn những người không có phước thì phải tự mình làm. Cũng giống như giờ con không có ở gần bệnh viện thì tự con bị đứt tay băng bó, tự con phải băng chứ làm sao vậy. Nó là y vậy thôi, cái hộ không có nói là mình không có cách, phải không? Ở Việt Nam cũng vậy, ở những cái thành quê, vùng quê Việt Nam cũng vậy, cũng phải tự biết cách để mình chữa bệnh. Là lấy dấu thiên tâm treo trong nhà, thời nay ai đeo dấu thiên tâm sẽ qua hết tất cả nạn. Và những củ quyền của mình, những vong linh, những bùa ngải, thiên linh cái và khơm ma thon gì đó, nó thấy dấu thiên tâm nó cũng đều kính nể, cũng sợ hết. Tại vì có hội đồng chư Phật và các vị tiên trời Thiên Long Bát Bộ, dấu thiên tâm rất là màu nhiệm. Bữa hổm chư Phật cũng không có biết cái bác gì ngồi đây chị gì á, mấy đứa con phỏng vấn, bữa thứ ba phỏng vấn á,
là giáo trung tâm cứu người chết đi sống lại đó. Rồi bà cảm ơn, thật sự người đó cũng mới gieo duyên thôi, cũng chưa biết. Không phải một người mà cái mùa Covid đó, cả nghìn người đó. Đó là lý do tại sao Thiên Tâm chúng ta có mấy chục triệu người. Là vì có tất cả các vị gia hộ theo dõi Thiên Tâm. Còn gần sư phụ thì dĩ nhiên những vị hộ pháp này đang đẩy đây nè, thần tiên nè, đều có thể. Ví dụ như là con hôm nay muốn theo họ thiên, sư phụ kịp nhận thôi. Thật sự sư phụ không phải là nhận, mà mấy vị có cầm cuốn sổ sẵn rồi, ok tên gì, thiên thiên cộng sản không, rồi theo thì mấy vị hộ pháp sẽ ghi tên vô liền. Tại vì nói chuyện với sư phụ, hôm nay gặp sư phụ không phải là gặp một mình sư phụ, mà gặp rất là nhiều gì. Thì những người nào ở Mỹ, những tiểu bang khác, họ có phước hơn. Đi máy bay thật sự mình lên mình ngồi ngủ một giấc, hay là lên đó đọc chừng 50 biến đại bi thôi, nó tạo cơ hội cho mình tu nữa. Thì mình tới Thiên Long Sơn rồi đâu có khó. Còn người Việt Nam á, mà qua tới Mỹ toàn là đại gia mới đi được. Người thường sao đi qua Mỹ được? Mà qua Mỹ giờ lại tổng lãnh sự quán của Mỹ mà xin cái visa đó, còn xếp hàng có cây số á. Họ có đủ phước bằng chúng ta ở nội đây. Con đến từ Houston, Texas. Đây là lần đầu tiên con tới Thiên Long Sơn. Con du học ngày xưa ở bên Thụy Sĩ từ 1969. Và con có còn rất nhiều bạn ở bên Pháp, bên Âu Châu á. Và tại vì con cũng là theo học chương trình Pháp sư phụ. Rồi bây giờ con biết là sư phụ ra cái đạo này để mà giúp nước Việt Nam mình lên thịnh vượng. Bây giờ con tự hỏi là con muốn hỏi sư phụ là chúng con nên làm việc gì để mà giúp nước Việt Nam mình. Tại vì đó là phần đông những bạn con ở bên Âu Châu á đều nói 2-3 thứ tiếng không. Ở bên đó là xứ nào cũng có bạn con ở bên đó, bên Âu Châu. Bên Mỹ thì tập trung ở California với lại San Francisco, Washington DC. Thành ra đó con tu theo đạo Phật Nhật Bản là đọc kinh Pháp Hoa sáng chiều được 41 năm rồi. Thành ra đó là con không có sân si giống như là hồi đầu. 41 năm cũng là một năm rất là lâu. Dạ, thưa con xin hết. Cảm ơn sư phụ. Đó là nhân tài. Mà người nào hiền đức sẽ phò thánh chú lập hội Long Hoa vào bản Phong Thành. Thì sư phụ cũng có biết ở ngoài kia rất là những người lỗi lạc. Song song á, có những trường Sĩ Quan Đà Lạt, trường Thủ Đức, những bác HO vẫn còn sống, vẫn mạnh khỏe. Họ cũng đang khắp thế giới. Họ đi biểu tình này biểu tình kia cũng giống như ngọn đuốc nhỏ thôi rồi bị dập tắt. Thì cả cuộc đời tranh đấu, cả một cái hoài bão cũng không bao giờ thực hiện được. Đó là họ chờ khi người nhân thật đi về tả hữu phò trì cây cỏ cũng thành binh. Khi sư phụ đi về, hải ngoại cũng thương, quốc nội cũng thương, cộng sản càng thương là gì, sợ chết. Và muốn ở lại để giữ chức thì sư phụ cho chức lại, người nào tránh nghĩa dân đồng ý. Tại lúc đó mình không còn cộng sản quốc gia. Còn mấy ông HO cũng vậy, cũng sẽ hết hận thù. Tại sư phụ đứng giữa, ê mấy ông mà đánh mấy ông đảng, mấy ông không có được đốt củi, ông quýnh tôi trước, mấy ông đốt tôi trước. Tại vì tôi là tâm linh, tôi về phục lĩnh với cha. Cha đã nói những việc xã nghiệp không có được trả thù. Hồi nãy đầu đời sư phụ có nói tâm từ bi sẽ hòa hợp dân tộc. Thì những Sĩ Quan Đà Lạt cũng bây giờ cũng 70-80, cũng đi sắp xuống mồ, mang theo những cái kiến thức đó, uổng quá. Việt Nam mình đâu có trường đó đâu. Việt Nam chỉ có trường tham nhũng, trường dựa hơi dựa thế để mà làm giàu thôi. Thế nên tại sao đầu đời vô bà nói sau này bạn của con
khi họ lấy cái đơn, khi đọc được cái cương lĩnh của sư phụ của Thiên Việt, họ về mặt đời từ cái cửa phía đông, cửa phía tây là các con ngồi đây đọc kinh, mấy ông đó cửa phía đông kêu đọc kinh khó lắm, nhưng mà kêu an ban tới thế mà ông khoái lắm, thì điền cái đơn vô gửi về cho sư phụ. Thì Thiên Đâm không được thì Thiên Việt, đúng không? Cho nên không ai mất phần não chứ, gán vô Thiên Việt. Thiên Việt sắp ra đời, Thiên Tâm năm 2017 tháng 3 ngày 16, cha ban lệnh thuốc cho sư phụ lập ra đạo Thiên Tâm. Hôm nay Thiên Việt sắp sửa ra đời để mà thu hút tất cả nhân tài thế giới, những người có chắc hẳn với con rồng cháu tiên với nước Việt, để mà một đời người sống có ý nghĩa, không có bị mất đi. Những người tài ba sống dập dùi rồi làm cũng không có đúng nghề của mình, rồi chết vất vưởng thành con ma cô hồn cát đảng. Tại vì khi mà có hoài bão mình không thành á, cận tử nghiệp, khi mình chết á, mình không có kem, không biết không? Tôi có tài, tôi yêu nước, mà tôi sống vào thời này tôi không có làm được gì hết. Không có phải, sẽ làm được, sẽ có cách. Dạ sư, sư phụ, con là Thiên Trang ạ. Dạ, Việt Nam mình có tên là Việt Nam, nhưng mà cứ khổ hoài. Thì con nghe đâu được trên trên YouTube một người nói Việt, Việt Nam. Mà người Nam mình á, đọc chữ Việt không được, đọc thành chữ Việt Nam. Thành cái khổ của dân mình nó cứ khổ hoài, cũng dính dáng ở cái tên, con không có biết có đúng không. Vì vậy á, lúc mà sư phụ thầy Thiên Việt á, thì con cũng bâng khuâng, con cũng suy nghĩ, con muốn hỏi sư phụ, nếu mà Thiên Việt rồi sau này là thành Thiên Việt thì mình có sao không sư phụ? Chẳng những nó có Lạc Việt, Âu Việt, Mân Việt, mình tới 100 dòng giống của Lạc Việt, có nghe là mấy nhất của sư phụ đi. Người Việt là người Việt, người Việt là ngày xưa là ở từ sông Nhân Tử về cũng nửa nước Tàu bây giờ, thì bị người Hoa Hạ họ lấn chiếm. Người Hồng Kông cũng là người Việt, người Tiều Châu cũng là người Việt, người Miên cũng là người Việt, người Mã Lai cũng người Việt, Kinh Đô cũng người Việt, cả Đài Loan và cả Philippines cũng người Việt. Nên nhớ, sau này sư phụ sẽ thành lập một cái liên bang để mà thống nhất là tất cả các con của mẹ lại, đó là lệnh của sư phụ. Cho nên Thiên là trời, Việt là con của vua Thần Nông, con rồng cháu tiên. Ngày xưa là ông Ngô Cơ làm sao, con nên học lại lịch sử. Còn cái danh từ bây giờ đó, là do những đứa nhỏ hôm nay, do ông Bùi Hiền vuông vuông tròn tròn. Cho nên Việt vẫn là Việt, nhưng mỗi một quốc gia mà có một cái chân mệnh thiên tử á, thì được những cái về những cái tiên trời mà thông minh sáng suốt đầu thai vô nước đó. Họ cũng muốn đầu thai vô nước Việt để mà họ tạo đức, để họ về trời đó họ được lãnh chức ở trên trời như chúng ta nha, cũng lên lương lên chức. Họ cũng mong xuống nước Việt, chứ họ lúc đó họ cũng không mong đầu thai làm người Mỹ. Lỡ đầu thai làm Mỹ đen làm sao, tối ngày đi quậy phá hoài sao đâu được. Cho nên người Việt là phải rất là hãnh viện diện trong lúc này, vì có sư phụ, có cha, có đức thầy đang đầu thai vào nước Việt. Cái thế hệ 18 tới 45 á, phải rất là thương sư phụ mới là đúng, thay vì đi ngược lại xỉa xói. Sư phụ không bao giờ giận họ, nhưng mà sư phụ tranh đấu cho họ. Sư phụ mang lệnh trời để mà xuống, để mà lo, vì họ là người trong tương lai. Chúng ta 10 năm ra 20 năm chúng ta là người thượng cổ á, nhưng mà họ không có hiểu. Cũng giống như bây giờ con đi vô trong một cái chuồng bò, con lo săn sóc đó, mà nó có ủi ra cắn con á. Thế nên cái chữ Việt thì phải là V-I-E-T, không bao giờ thay đổi. Còn Thiên là con trời khai thiên, thì cái đảng nó sẽ tên như vậy.
thì những ai mà có lòng trắc ẩn với nước non á thì nên nhớ, dù nói là làm, dù không phải nói đùa. Xưa giờ chúng ta nó bâng vơ rồi không, xưa giờ chúng ta đặt nền móng rồi không, giờ chưa xây nhà lầu. Bây giờ năm rồng thì chúng ta phải rồng, cái câu gì, đứa nào đọc câu rồng vương vuốt gì đó đọc đi, rồng vuốt đón chào thiên tử hả? Ông đọc lớn lên coi. Rồng vương vuốt đón chào thiên tử, dừng lại đời chúa ngự Nam Bang. Rồng vương vuốt, vương tức là vuốt lên, không có vuốt là nanh vuốt không, đón chào thiên tử, dựng lại đời ngự Nam Bang. Chúa ngự Nam Bang, tức là lời của Đức Thầy nói, năm nay năm con rồng. Sư phụ là hồi xưa có một cái vị đánh cho cái bài là đố ai biết được thánh phạm đó, là có ngày vuốt râu của rồng. Con nghĩ bài đó hả, nó đúng y chang luôn. Ngày nào sư phụ cũng ở trong phòng mà Xích Long mình ăn, trời vuốt râu của ổng. Con đứa nào có vô phòng sư phụ thấy nó không, giống không, y chang, cợt đùa đủ hạng, vuốt râu của rồng. Thật sự mấy ngày cũng có chút tết mấy con, tôi nói chuyện cái gì mỗi ngày mà rồng vương vuốt đón chào thiên tử, lập lại đời chúa ngự Nam Bang. Tại sao không nói là Bắc hay Trung mà Nam Bang? Tại sao ông Trần Trình ổng không nói là bảo núi thiên tử sức mà ổng nói là bảo giang? Phải coi lại nghe, tại sao người Bắc là danh nhân, người Trung dĩ nhân, Nguyễn Nhân Thiệu, Ngô Đình Diệm, rồi Trần Khoa Nam, rồi Đại Thái, những anh hùng của mình là miền Trung là dĩ nhân. Tại vì miền Trung chỉ có học vấn cao, chứ ruộng lúa là không có nhiêu, ở dưới thì eo hẹp biển, thì cho nên phải tranh đấu với bản thân. Thì cuối cùng là những nhà lãnh đạo lỗi lạc, sau này người miền Trung giúp sư phụ rất là nhiều. Còn miền Nam nhưng mà là công tử Bạc Liêu quá, mình đang chơi á nghe, lấy tiền đốt cái gì, lấy tiền nấu nước, tỏ ra mình giả, tức là phải có máu anh hùng phải không, nhưng mà không chơi thôi, nói là bực ha. Thầy tánh rất là hiền từ, từ bi hòa đồng, gọi là mới sanh ra thánh nhân. Thế nên ba cái đạo ra đời miền Nam, Cao Đài Hòa Hảo, rồi tới đạo Khắc Sĩ, đều là miền Nam, để mà đón chào với hội Long Quang. Trước khi ông Trump đi đâu thì phải có tùy tùng xuống coi cái địa điểm đó, lo trước mỗi thành phố đó. Trước khi cha xuống thế gian thì cũng phải có tiền binh hậu ủng. Trước khi một cái đại đạo Thiên Tâm ra đời cũng phải, cũng là như vậy. Tam giáo đồng nguyên, trên đời này ai thờ trời thờ Phật đều là đạo Thiên Tâm, ai cũng kêu trời thì là con ông trời, thì phải biết thờ ông trời, phải biết cha là ai. Ai vui cũng kêu trời ơi, buồn cũng trời ơi, giận cũng trời ơi, chửi con cũng trời ơi, cái gì cũng trời ơi. Vậy tại sao không biết cha vậy? Một đảng viên được lên chức mừng quá, trời ơi, đúng không? Rồi cái một đảng viên tự nhiên đi về, cái có một người chở một xe tiền đổ nha, trời ơi tiền đâu nhiều quá, đúng không? Còn một bà vợ của mấy ông tham nhũng, trời ơi chị đưa tôi ít quá, tôi không có lo giấy tờ được, cũng kêu trời, cho nhiều cũng trời ơi, mà cho ít cũng trời ơi. Thì tại sao không biết kính nể cha ấy? Cha rất là từ bi á nha. Ông trời là có thật, quá thật luôn. Nếu không thật thì quả địa cầu chúng ta không còn đứng vững ở đây, đã bị người WHO tàn phá, đã giết hết diệt chủng chúng ta rồi.
chúng ta so với người dễ vô cũng giống như đàn gà đàn vịt thôi. Họ cũng thờ cha đó. Tất cả 3.000 thành tinh, người da thằng lằn hoặc là người da bóng láng mắt bự bốn tấc gì đó, không kiểu nào cũng đều là con trời. Chỉ họ ở một cái hành tinh đó, với cái môi trường đó, với cái khí hậu rồi họ hít thở đó, họ tạo ra cái hình thù đó, nhưng mà vẫn là một cái linh hồn. Chúng ta là từ cõi Quan Âm Thiên xuống đây nha, chúng ta không phải là từ khỉ đầu thai như thuyết của ông Đê Bình nói. Chúng ta là có thần hồn, thần hồn nó đi từ những cái thành tinh này sang thành tinh khác. Các con cũng từ ở những thành tinh kia rồi mới chuyển về đây. Có đứa sư phụ coi cốt từ ở Bắc Cô Đô Châu đầu thai xuống đây là Nam Tiện Bộ Châu. Có đứa ở Tây Ngô Quá Châu hôm nay trở về đây. Có đứa thì khỏi Tứ Đại Thiên Dương. Có đứa thì từ ở dưới nước Cà Long Cung đi lên. Thì mỗi đứa đại tử ở đây sư phụ đều nói cốt hết, là chính xác luôn á, y chang luôn á. Cốt của Trinh là con rùa vàng, đúng là nó phải em Phạm Nhật Dưỡng. Phạm Dưỡng cũng là Kim Quy. Cho nên nó rất là giỏi, nhưng mà cái vỏ rùa nó hơi dày á, con cũng hơi lì. Đứa nào đâu biết, nó hiện ra cái cốt hết á, thiệt á. Còn đứa nào cô tiên thì cũng yếu điệu không. Rồi có những đứa là cốt rồng. Thời xưa cái quả địa cầu chúng ta cai quản bởi loài rồng. Có ngày ông Long Dương, cái ngày mà nhớ bữa nào ta ở bữa mà 30 tháng 4 làm lễ trên núi, cái ngày Long Dương hiện về trước mặt sư phụ. Con có biết đó, cái quả địa cầu này ngày xưa đó là cai quản bởi ta. Cái này nhạc phụ ở dưới nước làm sao mà là cai quản mặt đất được. Mặt đất là bốn vị tướng của cha, lít của cha, tức là Tứ Đại Thiên Dương, ông Bắc, ông Nam, ông Trung, ông Bắc, ông Nam, ông Tây, ông Đông là cai quản cái đất. Ông nói không phải, ngày xưa trên mặt đất á, là nước không à, không có cây cối. Sau này á, nước nó rút xuống thì lúc đó mới chia ra, chia cái cõi trái đất của chúng ta cho Tứ Đại Thiên Dương cai quản, còn mặt nước thì Long Dương cai quản. Nhưng mà thời xa xưa nữa thì chỉ có loài rồng cai quản của quả địa cầu này. Ông Long Dương á, cái đầu ông rồng nhưng mà ông mặc áo lông bào. Nhưng mà sau này á, sư phụ nói thôi giờ nhạc phụ quá thân ra hành người, tự gì giống như mấy ông rồng của sư phụ á, ông là rồng lửa. Thì đó hồi xưa làm đầu tiên mà mấy chục năm trước anh Bắc mà nhìn thấy Xích Long á, ổng quảng hồn la hét lên á, tại vì lửa khạc hà trong họng mà Xích Long mình á, chỉ có mình Long thì một tiên nữ rất là đẹp mà trắng xóa không da trắng lắm. Ngài Long Dương không vậy, sau này ngài mới cho quá ra, tại vì mấy vị mà về hiện gặp sư phụ á, từ ở trên trời bay xuống bự lắm, bự như cái cây xuống, thì mấy vị cũng xét đúng cái sai cỡ tầm cỡ 6.5 7 feet phải không, để dễ ngồi nói chuyện phải không. Thì mấy vị gọi là quá thân mà, thì ông Long Dương á, ông quá ra cái chân dung, cho nên về sư phụ bỏ lên mạng á, ai mà ở gần nước cũng lên thờ ngài rất là linh. Có đứa đệ tử Mỹ Hạnh ở Phú Quốc á, nó thờ ông hiện về ông nói luôn á, đã cho đệ tử con thấy luôn á, ngài rất là hiện hữu. Sư phụ nói chuyện với nhạc phụ thường xuyên đó. Có một lần ông lên ông ngồi ông kể, trời ở dưới nước mênh mông mà các con, tức là nói sư phụ với mấy đứa hài nhi á, lâu ông lên thăm gái ông. Cái ngài mới nói, trời ơi, Mỹ này có phước, thành phố rồi tòa nhà rồi sao mà lộng lẫy quá có phước, ở dưới nước không có cái nào. Ông kể như vậy, muốn sinh lại Hoàng Sa, muốn đi tắm biển Hoàng Sa, muốn lập cái miếu 100 họ ở Hoàng Sa, muốn lấy cái biển đảo 100.000 cây số vuông vòng vòng ở đó để cho dân miền Trung có sự sống, thì phải khấn ông Long Dương nha. Tại tất cả thuộc nước á, đảo á, là ngài cai quản đó nha, thuộc nó thật á. Còn đất liền thì mỗi một cái nơi có những vị thần này thần nọ. Tại sao miền Bắc hôm nay
Có một cái lúc trước mấy vị nó có Hồng Thiên Sông Núi là hiện nguyên cái bản đồ mà hình bằng mây ngay chỗ mà lăng Ba Đình của Bác Hồ luôn á. Thì là ở Việt Nam nó qua nhiều đời vua đời chúa, cho nên những vị mà anh hùng của Việt Nam á, những miếu như miếu ông Mai Hắc Đế, miếu này miếu kia, miếu nhà Nguyễn, miếu nhà Lý, miếu nhà Trần, đủ các triều đình vua hết, thì ở ngoài Bắc á nó linh thiêng dữ lắm. Trung Cộng muốn nuốt cũng khó lắm á. Ủa hồ chi sư phụ con đang ngồi đây, nó không, nó nuốt của mình như là nuốt Tây Tạng này đó con. Bây giờ con nghĩ nước Miên còn hay mất? Mất tiêu rồi. Từ đời nào cả Lào cũng vậy á, chưa có chánh thức tuyên bố thành một cái tỉnh Phúc Kiến thôi. Việt Nam mình nó bây giờ nhiều người không hiểu, sư phụ người Tâm Linh sư phụ nói chuyện như vậy cho anh biết, thấy thân Trung Cộng, nhưng thật sự chúng ta đã đi hai con đường riêng rồi. Anh đi đường anh, em đi đường em, mạnh ai nấy đi rồi con. Thời ông tướng hoàng vàng lên là đường ai nấy đi rồi. Trời ơi, bên đây sư phụ khóc dữ lắm. Tại mình làm sao mà cái nước mình bất chiến tự nhiên thành mà không có đổ máu, mà mấy ổng ô bữa nay mặc đồ xanh dương giống màu này phải không? Giờ hai ông tức Việt Cộng mà với tức Trung Cộng rồi gặp nhau, con biết ông nào là ông nào không? Có ai giơ tay là biết ông nào là tướng Việt Cộng, ông nào là tướng của Trung Cộng không? Khó lắm đúng không? Thôi có thiên tử sinh, từ từ mình hạ màn, nhưng mà mình biến chất, biến luôn cái màu áo chỉ cần đổi áo thôi chứ đâu có khó gì đâu. Nhưng mà phải chịu nghe lời cho bộ kìa, phải tự nhiên kìa. Thật sự chứ không phải con nghĩ là một cái nước Việt mình đổi kiểu nào đảo chánh hả, lấy súng về bắn hả, không có. Hễ mà có một người chết á là cha ký đầu sư phụ liền á, đổi áo thôi con. Ok, dù đó bụng rồi, ai hỏi hồ ăn cơm rồi muốn nói nữa thì ăn xong mình nói. Mấy con ăn cơm nha, muốn hỏi không, coi hỏi đi. Trước tiên là em hai vợ chồng ở xa, ở xa lộ quận Sinh Tân. Ok. Là xuống đây cũng lần đầu tiên. Cha mẹ cho một cái cơ hội để về đây muốn lên Thiên Hồng Sơn để thắp hương sáng đây lên, thì trên đóng cửa có một cái chị hướng dẫn về đây. Hôm nay là tổ chức lễ cha mẹ ở đây. Trước tiên là cũng cảm ơn như là tất cả anh chị em họ tiên. Thì cũng qua Phương quay về hướng Đông Bắc là để xin làm hỏi tiên, vì em đây là tiên chịu gọi là tiên trang. Hôm nay được tiên cái cơ hội giờ ở xe đồ qua Sinh Tân xuống hôm nay cũng là lúc trước là hỏi gì, ở trước là nguyên gốc là họ Lê. Ồ, quên họ Lê, họ Lê sẽ làm tính họ gì, họ Đảng hay họ gì không có họ Đảng, mình có nhiều họ Đảng đệ tử đó. Dạ. Đừng có ngại. Thật sự không phải họ gì cũng được nha. Đừng có cái họ gọi là họ cứng đầu là được rồi. Kiểu nào mình cũng ok. Bây giờ là họ Thiên. Cái số mấy con cho lên, đứa nào lên lẻ tẻ đi. Chứ mùa đọc đây là ai cũng biết. Hỏi mấy đứa này, đứa nào không biết. Nhưng mà mình này mình ăn rồi, trời nắng đây, chiều lên chảnh cho. Hỏi gì nữa Tử? Dạ, con là Thiên Mỹ Phương, đến từ Đà Lạt, xin kính chào cha mẹ và sư phụ. Con có một vài điều muốn thỉnh giáo sư phụ chỉ, là những ngày mà lễ mẹ ngày 8, 18, 28 thì nếu mà con có thể cúng buổi tối được không, hay là cần thiết phải cúng buổi sáng, và con có cần phải hướng về hướng Đông Bắc hay là trước hình cha mẹ? Bây giờ một người nếu mà nói như con vậy quá chắc. Một người, một đứa nghèo nó ở cái nhà trọ ở Bình Dương, chứ bẻo mà nó có hướng khỉ gì đâu. Cái giường ngay đó, cái nhà bếp ngay đó, cầu tiêu ngay đó, dựng ngay đó. Mẹ chính cái tâm con thôi. Không cần giờ cũng không cần hướng con bằng gì hết. Những cái tâm của con có bỏ thì giờ cho mẹ bao nhiêu là được rồi. Hiểu chưa? Dạ. Mà con thưa con xin ông thổ địa cho mời các vị khuất mặt vô để cùng lại mẹ với con, cái đó có được hay là không được sư phụ?
lúc nào cũng có hết, cứ kháng tùm lum hết, không trúng vị này trúng vị khác. Nhưng mà có một điều Phật trời không có chắc, những nhà giàu nó có thể để cái đóng tượng Phật được, nhưng mà làm gì tưởng gì không cần biết. Nếu mà làm cho đúng phải để cao hơn cái ngực của mình, nếu mà có đủ điều kiện. Cũng giống như ở Thiên Long Cung, mấy con nhớ lại đi, lúc trước khi tượng cha tượng mẹ về Thiên Long Cung mình thờ không có đúng, nhưng mà lúc đó mấy vị không có nói. Sau này mình có bức tranh bức hình rồi thì mấy vị mới kêu mình làm đúng, đúng không? Chứ thật trời, người ta mấy vị là cái computer của mấy vị hơn mình gấp triệu lần đó con. Mấy vị biết hết trơn á, lúc nào mình phải làm gì làm gì. Thì khi mình thờ mình miễn làm sao trên cái ngực, và nếu mà đủ điều kiện nhà lớn nè, và cái tầm nhìn của mình á, vị nào cũng thấy mặt là được, đừng có vị nào phía trước phía sau. Cũng giống như ở trên nhà bữa trúc của sư phụ, hồi xưa sư phụ đâu chỉ vừa chỉ có hai vị mà theo hộ pháp sư phụ dạy đạo, sư phụ đó hòa thượng Đế Công với tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, sư phụ có hai cái tượng ở trong đó. Nhưng mà cái sư phụ chính mà dạy cho chúng ta đạo Thiên Tâm á là Đức Quỳnh Phú Sổ, mà trong đó sư phụ là không có bàn thờ, cũng chẳng có hình nữa. Đứa nào có thì sư phụ xin cái hình để bắt đầu sư phụ để trỏng. Tại ngày hay dạy sư phụ ngày hôm qua lễ cuối năm từ bữa giờ Tết sư phụ cũng bận, cái sư phụ chỉ lấy cái ghế thôi để dĩa khoai, để cũng không có cái ly nào nhang nữa, để lấy mấy hộp chuỗi nè cái cắm nhang đại rồi với gói nước trà. Vậy mà đức thầy về, đức thầy lấy gỗ khoai ngồi ăn mặc bồ hoa trắng. Cái đó cũng là cái tâm thành. Cái ghế đâu phải là cái bàn thờ đâu, nhưng mà đức thầy biết chứ bộ. Còn ở trên kia, nếu ai mà coi clip á thấy được cái trưng bày của sư phụ ở trong cái nhà buổi chúc. Trời Phật không có chấp con, cái lòng thành con tưởng nhớ mấy ngày bao lâu, tâm của con bền gan bền trí được bao lâu. Có đứa thì đọc kinh được 3 tháng rồi sao mới, tôi không thấy Phật, không thấy mẹ, không thấy gì hết, tôi chán tôi bỏ. Tìm đọc gì? Không phải không thấy, là mình bị chấp lên rồi mình lại bỏ cha bỏ mẹ. Tất cả các hồn thiên trên thế giới có thể chấp sư phụ. Ồ, sư phụ là thiên tử, sư phụ cần dạy đạo, sư phụ còn ca giống người đời, tôi không tin sư phụ nữa. Đó là do con chấp. Còn sư phụ phải tùy theo hứng, tùy theo ứng xử theo cái môi trường đó. Giờ bác lớn tuổi Việt Nam không thích sư phụ ca, nhưng mà mấy đứa nhỏ nó lì lợm, nó không thích nghe sư phụ nói, đường nào cũng vậy. Nhưng mà nhiều khi nó nghe ông nội này ca dở quá, cái nó ngồi nghiên cứu, thì từ đó nó nghe được cái điển thanh của sư phụ, cái nó theo đạo mình. Được cái này mất cái kia. Cộng lại giống như mấy đệ tử bữa nay, bữa hổm, hôm qua hôm kia, tuần rồi Tết ở đây ca, thì sư phụ cũng phải rất vui. Mỗi lần sư phụ lên là thấy môi trường nó khác đúng không, năng động lên đúng không, thì sư phụ cũng phải gán vui. Chứ giờ ở cái thế của sư phụ kiểu nào cũng bị nói, chỉ có cái kiểu là cái tâm sư phụ biết cái chuyện mỗi một lời của sư phụ nói, mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ đều có lợi lạc cho một cái tầng lớp nào đó thôi. Lớp nhỏ hay lớp trung lưu, lớp kiến cận hay lớp mã tấu, hay lớp cà gù rồi gạch, miễn sao là cuối cùng rồi chiếc thuyền bát nhã của sư phụ và đức thầy nó đầy là sư phụ thành công. Còn sư phụ làm kiểu nào mấy con đừng có chắc. Mấy con có bỏ sư phụ bỏ đi lục cái sư phụ 3 ngày sư phụ cũng không bao giờ giận. Nhưng mà mấy hạnh hiệu sinh sư phụ cũng kêu nó về núi 3 ngày ngủ la để cho con sửa lỗi thôi. Đã là đại tử thiên tấn kiệt, sư phụ nhất định đem mấy con về trời kỳ này, không có bỏ lời thứ nào. Cho nên con cứ thoải mái. Ok, cho sư phụ ăn cơm chút nha. Để sư phụ nói nữa, sư phụ nói nữa. Không phải học thiệt. Học giả. Cái kia bên kia.